Vâng, thưa anh em, đây là Toyota Yaris phiên bản Premium S. Theo tôi được biết là phiên bản cao nhất ở đây rồi. Có mức giá là 694.000 bạt, quy đổi ra tiền Việt là khoảng 480 mấy triệu gì đó. Thì tại sao tôi lại quay chiếc xe này? Bởi vì là thời gian gần đây, nếu mà anh em theo dõi ở trên group anh em mê xe thì anh em sẽ biết là Vios ở Việt Nam cũng có lộ những cái hình ảnh là coi như là đấy là cái thế hệ mới ấy. Thì đang được test thử là có cái đầu nó giống như chiếc Yaris này luôn. Đấy, thì tôi cũng dự đoán là rất có thể là Toyota họ sẽ giới thiệu cái phiên bản đó, coi như là để xả hết những cái module đang còn tồn trước khi là ra cái phiên bản mà sử dụng nền tảng khung gầm của Daihatsu. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng xem là chiếc xe có thể là chiếc Vios, nếu mà chiếc Yaris này thêm cái đuôi ở đằng sau nữa thì sẽ thành chiếc Vios mà có thể sẽ được về Việt Nam trong thời gian tới đây. Tất nhiên đây là hoàn toàn là những phỏng đoán thôi, chứ cũng chưa hề có một cái kiểm chứng hay là những thông tin chính thức. Đấy, đầu tiên là phần đầu xe. Đây là phiên bản cao cấp nhất rồi, kiểu là phiên bản có những cái đường nét cá tính thể thao. Nên anh em sẽ nhìn thấy là các cái chi tiết nó kiểu như body kit. Nó sẽ làm nhô ra hơn, nổi khối hơn, cầu kỳ hơn. Đấy, còn nếu là những phiên bản bình thường thì tất cả những cái đường nét nổi khối ở đây sẽ không còn nữa, mà nó sẽ hoàn toàn là những đường thẳng. Đấy, thiết kế này đặt trên một chiếc xe hatchback thì có vẻ là khá là hợp lý. Nhưng đặt lên một chiếc sedan thì liệu là trông nó có bị hơi khó nhìn hay không? Thì anh em nghĩ sao? Đây này, đây, nhìn từ xa này, đây, quan sát từ xa luôn. Cái phiên bản kia là phiên bản thấp hơn, 619.000 bạt. Đấy, thì chiếc Vios mà hôm lộ ảnh đang chạy thử Việt Nam ấy, được cho là đang chạy thử Việt Nam, là cái đầu giống như này. Đó. Xe này thì sử dụng động cơ 1.2 Yaris với cả Vios ở Thái thì sử dụng động cơ 1.2 từ những năm 2018-2019 cơ, chứ không phải là bây giờ mới có. Thì cái công suất nó sẽ thấp hơn, 92 PS là khoảng chưa đến 90 mã lực à? Chưa đến 90 mã lực. Đây là những chiếc xe chạy trong đô thị nhẹ nhàng. Rồi với việc sử dụng động cơ 1.2 được xếp vào nhóm động cơ Eco thì sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế phí của chính phủ Thái Lan. Đó là lý do vì sao mà trên Vios và trên Yaris ở Thái Lan dùng động cơ 1.2. Sang bên Thái mới thấy là họ thực sự nghiêm túc với những thông điệp, với những gì mà họ tuyên bố về môi trường, đặc biệt là trong việc mà giảm thiểu chất thải nhựa. Đấy, anh em đi khách sạn thì sẽ không có bàn chải đánh răng dùng một lần nhá, hay là vào những cái food court rất là bình dân thôi, nhưng không hề có thìa nhựa, đũa nhựa, mà hoàn toàn là anh em sử dụng những cái đũa thìa có thể sử dụng, có thể tái sử dụng được. Đấy, thì đó cũng là một cái rất là nghiêm túc khác biệt mà tôi, đây là lần đầu tiên tôi sang Thái Lan thì tôi thấy đấy là một điểm khác biệt khá là quan trọng với Việt Nam. Ở Việt Nam thì anh em tuyên truyền về bảo vệ môi trường rất kinh khủng, nhưng mà quán cà phê là đi ăn những cái đồ dùng một lần thì đũa nhựa, thìa nhựa hay là những cái chất thải nhựa thì anh dùng rất là tràn lan. Rồi quay trở lại với chiếc xe này. Đấy, thiết kế đầu xe thì anh em nhìn thấy rồi, ở phiên bản cao cấp nhất thì là đèn LED projector được làm rất là chỉn chu, lịch sự. Đèn xi nhan là dạng halogen, chưa có đèn sương mù. Đấy, Vios ở Việt Nam có đèn sương mù ấy nhá. Khe hút gió là khe hút gió giả thôi. Màu này khá đẹp, màu xám xi măng kiểu như trên Porsche. Màu này ở Việt Nam thì chưa có này. Phiên bản cao cấp nhất này thì cũng có hai tông màu, ở phía bên trên là màu đen, ở phía bên dưới là màu xám xi măng. Phiên bản Premium S. Đây là mâm xe. Mâm xe này nếu mà về Việt Nam Vios giới thiệu cái bản, cái thiết kế đầu này thì rất có thể là cũng sử dụng cái mâm xe này luôn. Mâm xe kích thước 15 inch, đúng rồi. Giống trên Vios. Vios là 15 hay 14? 15, Vios là 15, 15. Rồi, bước luôn vào phía bên trong. Ở phía bên ngoài thì đây, nếu mà nhìn ở phía bên hông này thì rất giống, gần như nó là một chiếc Yaris như anh em đã quen thuộc ở Việt Nam rồi, khác mỗi cái đầu thôi. Thì rất có thể là Vios cũng sẽ như thế, tức là lại một cái phiên bản facelift nữa, dùng cái đầu giống cái đầu của xe này. Ở phía đằng sau thì vẫn là cái cốp kiểu sedan, có cả cánh lướt gió nhá. 485 triệu tại Thái, dùng động cơ 1.2. Thực ra là về Việt Nam thì chắc là động cơ vẫn giữ động cơ 1.5 và hộp số CVT thôi, bởi vì chỉ thay mỗi cái thiết kế ở phía bên ngoài thôi mà. Còn cái khung gầm rồi động cơ rồi tất cả mọi thứ là vẫn giống như vậy. Rồi, bước vào bên trong. Đây là khoang lái, cũng
cũng không có gì khác biệt đặc biệt cả. Khác về màu da ghế này, pha đỏ đen này, cần số zig zag vẫn là rất quen. Rồi cụm điều hòa, khác cái màn hình to hơn, kích thước 9 inch. Được, nhưng mà lại được làm theo kiểu một cái cụm nó nhô lên như này, trông nó chả có ăn nhập gì với tổng thể thiết kế của cái xe cả. Bực mình thực sự. Gương chiếu hậu chống chói tự động vẫn thế, rất quen thuộc các cái thiết kế của vô lăng. Rồi cái màn hình ở phía trước mặt đây. Hàng ghế thứ hai chắc cũng khỏi cần phải ấy nhá. À đây, nhưng mà cái bệ tì tay này rất là bé này. Hơi bé. Khoanh tay cơ thôi. Hàng ghế thứ hai thì chắc cũng không cần phải bước ra phía sau đâu, không có cửa gió điều hòa. Đấy, nhưng quan trọng là cho anh em nhìn thấy cái hình dáng của cái đầu xe và một số những cái khác biệt mà có thể sẽ cũng được mang lên chiếc Vios gọi là một phiên bản nâng cấp Philip nữa khi mà được giới thiệu Việt Nam thời gian tới đây. Đấy, còn chiếc mà sử dụng khung gầm của Daihatsu thì chưa chắc là đã được mang về Việt Nam trong thời gian sớm đến như vậy đâu. Mà đi khung gầm của Daihatsu chưa chắc đã sướng bằng cái Toyota Platform B này. Anh em nghĩ sao nếu mà Vios được mang về Việt Nam với cái hình dáng, đặc biệt là cái phần đầu xe tương tự như chiếc Yaris này? Hãy comment ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm nút theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo tại Bangkok Motor Show 2023.